Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bùa phá kính. Bùa này chuyên dùng để phá kính xe ô tô, giúp các bạn thoát hiểm trong những lúc bị mắc kẹt trong xe. Đây, khi bóc vỏ ra, các bạn sẽ có cái chiếc bùa như thế này. Đây, các bạn thấy ở dưới này nó là cán gỗ, cái này bằng thép không gỉ. Đấy. Thì bùa này khi phá kính á, các bạn sẽ cầm ở đây, đánh mạnh vào hướng thì kính nó sẽ chắc chắn nó sẽ tự động vỡ. Ở đây ngoài chức năng phá kính, nó còn có rất nhiều chức năng khác. Ví dụ như các bạn mở ở đây ra, nó sẽ có dao, tuốc vít và các lưỡi cưa, lưỡi mở nắp chai. Đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy bùa nó rất là chắc chắn, nó cầm rất là đâm tay. Đấy, các bạn cần liên hệ về sản phẩm này thì link sản phẩm mình để phía dưới, các bạn hãy inbox cho mình. Xin chào tất cả các bạn.